Cô gái trẻ nghi đột quỵ gục ngã trên vỉa hè, tiếng gào khóc cầu cứu của người mẹ khiến tất cả xót xa. Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại một tình huống gặp nạn xảy ra với cô gái trẻ, khiến ai nấy vừa bàng hoàng vừa xót xa. Theo đoạn clip đăng tải, một cô gái trẻ đang đứng dựa vào xe máy bên ngoài cửa tiệm thú y. Lúc này dường như cô gái khá mệt mỏi khi liên tục đưa tay dụi mắt. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, cô gái đã ngã gục ngay tại chỗ. Phát hiện tình huống, một người phụ nữ được cho là mẹ cô gái đã vội vàng chạy ra, gào khóc cầu cứu mọi người. Lúc này, một nhân viên cửa hàng cùng nhiều người nghe tiếng la hét thất thanh đều chạy đến xem xét. Nhân viên cửa hàng cùng một người đàn ông sau đó nhanh chóng tiến hành sơ cứu cho cô gái trẻ. Còn người mẹ thì quá hoảng loạn, chỉ có thể gào khóc trong vô vọng. Chứng kiến cảnh tượng này đã khiến không ít người rơi nước mắt. Một số người cho rằng có thể cô gái trẻ đã bị đột quỵ, bởi trước khi gục ngã xuống đất, cô gái dường như không thể nâng cánh tay lên, rồi sau đó cánh tay này bị tuột xuống. Mặc dù chưa biết nguyên nhân cũng như tình trạng sau đó của cô gái trẻ, nhưng khi theo dõi vụ việc, ai nấy đều không khỏi lo lắng và cầu mong cô gái trẻ sẽ vượt qua. Hiện đoạn clip vẫn đang được người dùng mạng chia sẻ và bàn tán xôn xao. Khi người bệnh bị đột quỵ, tiến hành sơ cứu đột quỵ tại nhà bằng cách gọi điện thoại cấp cứu 115. Trong thời gian chờ cấp cứu đến thì để phần đầu và lưng của bệnh nhân nằm nghiêng 45 độ so với cơ thể để phòng tránh bị sặc đường thở. Mặc quần áo rộng thoáng, mở phần cổ áo để kiểm tra hô hấp của người bệnh. Trong trường hợp người bệnh ngừng tim thì tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Dùng khăn tay để quấn vào ngón tay trỏ và lấy sạch đờm, giải trong miệng người bệnh. Trong trường hợp người bệnh bị co giật thì phải lấy chiếc đũa đã được quấn lớp vải để ngán ngăn miệng, không cho người bệnh cắn vào lưỡi. Ghi chú lại thời điểm người bệnh khởi phát biểu hiện đột quỵ bất thường. Ghi chú lại những loại thuốc mà người bệnh đang dùng hoặc mang theo đơn thuốc đang có. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.